Truyền thông phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vui mừng thông báo rằng bệnh nhân Nguyễn Thị Bển, 62 tuổi, đến từ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đã chiến thắng căn bệnh u ác tuyến giáp sau gần 3 tháng hỗ trợ điều trị tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chị Nguyễn Thị Bển là một người phụ nữ hiền lành, chất phác, không may gặp phải căn bệnh quái ác đã gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, với sự kiên cường và lòng quyết tâm, chị đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật, dành từng phút từng giây để giành lại sự sống cho mình. Sự thành công trong cuộc chiến của chị Nguyễn Thị Bển không chỉ nhờ vào lòng kiên trì của bản thân mà còn là sự tận tâm của đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên y tế tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Họ đã không ngừng nỗ lực chăm sóc và đồng hành cùng chị trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ những tấm lòng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cũng đã góp phần không nhỏ vào việc giúp chị Nguyễn Thị Bển vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tự hào và hạnh phúc khi chứng kiến những nỗ lực của chị Nguyễn Thị Bển đã được đền đáp xứng đáng. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Bển và gia đình đã có thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng sau những ngày khó khăn. Đây là động lực lớn lao cho phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng và mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân ung thư khác. Một lần nữa xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Bển và cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng chị trong cuộc chiến này. Xin trân trọng. Thưa chị có thể cho biết họ tên đến từ đâu? Tôi tên là Nguyễn Thị Bển, năm nay tôi 62 tuổi, tôi đến từ Tam Bình, Vĩnh Long. Thưa chị có thể cho biết cái triệu chứng của bệnh mình là ban đầu xuất hiện như thế nào, rồi sau đó chị đi khám ở đâu? Thì triệu chứng thì nó chưa có triệu chứng gì, do tôi đi khám kiểm tra tình cờ rồi phát hiện rồi. Tôi đi sinh khí thì tôi thấy nó có u ác tính rồi thành ra tôi xuống đây. Rồi sao chị biết ở đây chị xuống đây? Thì coi trên mạng cũng như thấy là ở đây có hỗ trợ điều trị ung thư thì thấy cũng có hiệu quả, thành ra tôi xuống đây. Còn ở trên Tây Y là chị đi khám bệnh viện, rồi trong bệnh viện họ tư vấn chị như thế nào? Thì tôi đi khám bệnh viện ung bướu Cần Thơ thì nói là khối u ác tính, rồi hẹn tôi ngày sau là qua nhập viện để mổ. Nhưng mà tôi thấy mổ thì tôi có tiểu đường, nên ra nó khó lành, ra đi xuống đây điều trị theo đông y. Rồi chị có thể cho biết cái ngày đầu tiên mình xuống đây với cái tình trạng sức khỏe như thế nào, dù ăn uống ngủ nghỉ cái ngày đầu tiên Thì đầu tiên thì tôi xuống đây thì sức khỏe tôi nó cũng không có gì, tại vì cái khối u nó cũng còn hơi nhỏ, thành ra nó cũng còn khỏe. Rồi ăn uống thì tôi thấy cũng được, cũng ngủ đồ cũng được. Rồi mới đây chị đi khám bác sĩ bệnh viện nào, rồi sau đó kết quả ra sao vậy chị? Tôi mới đi khám ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, thì xét nghiệm máu với siêu âm, rồi tôi cũng thấy vậy, chưa có tin tưởng hùng tôi đi thêm cái bệnh viện Minh Tâm, thì xét nghiệm siêu âm nó cũng kết quả nó cũng giống vậy, nên nó cũng giảm. Rồi kết quả như thế nào, các bác sĩ cho biết như thế nào? Thì bác sĩ nói cái u tôi cũng có giảm xuống, thì từ 15 mm thì nó còn lại 10 mm. Rồi hiện tại sức khỏe chị như ra sao, ăn uống ngủ nghỉ rồi như thế nào? Hiện tại thì tôi thấy cũng khỏe, cũng ăn uống ngủ nghỉ rồi nó cũng được.
À, thưa chị, thì trong thời gian chị trị bệnh ở đây bao lâu, rồi cái ngày đầu cho tới thời điểm này là bao nhiêu ngày, rồi nói chung là tất cả mọi người mà làm việc ở đây á, là có đề cập vấn đề về tiền bạc với chị hay không? Thì tôi đến đây điều trị là hôm nay là được 80 ngày, nhưng mà cái lúc đi kiểm tra là 2 tháng 10 ngày. Thì tôi đi kiểm tra thì thấy kết quả tôi nó cũng giảm xuống, thấy cũng ổn. Rồi đến đây điều trị thì thấy các thầy cũng vui vẻ, cũng hướng dẫn tận tình. Rồi điều trị bệnh thì cũng nhắc nhở thường xuyên ăn theo phác đồ của cha. Coi như ở đây là cho hoàn toàn chứ không có lấy tiền của bệnh nhân, coi như là miễn phí. Cụ thể như gạo, thuốc, nước à? À, gạo, thuốc, đồ thì ở đây cấp hàng ngày. Rồi chị cho biết cái tinh thần, thái độ phục vụ các thầy ở đây ra sao? Ở đây thì các thầy phục vụ rất tốt, là coi như là hướng dẫn tận tình với bệnh nhân. Và dễ gần gũi, và bệnh nhân hỏi thì thắc mắc thì dễ đáp tận tình, chứ không có vui vẻ đàng hoàng, chứ không có mà cái gì gọi là khó khăn cho người bệnh hết. Nói chung trong thời gian hỗ trợ điều trị tại đây ấy, có ấn tượng nào đối với chị khi mà chị đến đây không? Thì đầu tiên thì tôi đến đây thì tôi thấy ở đây cũng giống như một cái phòng khám bình thường, như mọi phòng khám khác, cũng có đầy đủ cái chức năng theo cái phòng khám của cái bệnh này. Rồi coi như ấn tượng là các thầy nềm nở hỏi từng chút, chứ không có khó khăn gì đối với bệnh nhân. Tôi cũng thành thật, tôi đến đây điều trị cũng tin tưởng vào cha và Chúa và các thầy ở đây, thì tôi cũng có tấm lòng biết ơn nơi cha Chúa và các thầy rất nhiều. Tôi xin thành thật cảm ơn và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ các gạo nước cho người bệnh, thì tôi cũng cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều. Cái bệnh của chị gọi là u ác gì? U ác tuyến giáp. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
Cha Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không ngôi. Trước lúc đi, Cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng Cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và Cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà Cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư Cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên Cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá Cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được Cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên Cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi.
chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng trong người, căn bệnh ung thư cha ơi, hôm nay con trở về đây. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km, Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà cô chú anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60, đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà cô chú anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà cô chú anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn, đi khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà cô chú anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.